Với 135 triệu đô la Mỹ thu được từ tour diễn Prismatic, hợp đồng làm ăn với các thương hiệu làm đẹp như là Coty và CoverGirl, Katy Perry đã vượt qua Taylor Swift trở thành nữ nghệ sĩ có thu nhập cao nhất năm theo thống kê của Forbes. Mặc dù đã bán được 8,6 triệu album 1989 cộng thêm khoản doanh thu của tour diễn thế giới, nhưng tổng thu nhập trong năm của Taylor Swift chỉ khoảng 80 triệu đô la, đánh xếp ở vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng. Xếp thứ ba là ban nhạc rock Fleetwood Mac với thu nhập là 59,5 triệu đô la Mỹ. Theo sau đó lần lượt là Lady Gaga với 59 triệu đô la Mỹ và Beyoncé với 54,5 triệu đô la Mỹ.